Đây là thần dược á, giống như là Botox, một cái nước uống mà như là Botox, nó có thể làm đầy những cái rãnh nhăn. Sau như một khoảng thời gian mà Trang sử dụng rồi á, thì Trang thấy là cái phần đuôi mắt của mình nè, những cái phần cái rãnh hai bên cái râu ròng này nè, rồi những cái vùng khóe miệng là cái vùng mà mình hoạt động rất là nhiều, mình nói rất là nhiều á, thì những cái rãnh nhăn này khi mà Trang uống xong rồi thì Trang thấy là nó căng lên và nó không có còn nhiều cái nếp nhăn như ngày xưa nữa, làm cho bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và với một cái nữa, mọi người biết là khi mà chúng ta sử dụng những cái bôi lên trên da đó, khi mà mọi người quan tâm với cái sự chia sẻ của Vân Trang từ hồi nào tới giờ, thì Vân Trang vẫn thường hay nói như thế này: nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng trực tiếp những cái bôi lên trên da thì nó chỉ có hiệu quả tầm khoảng từ 30 cho tới 40% thôi. 50 tới 60% còn lại là mình phải cung cấp những cái dưỡng chất từ bên trong cơ thể ra, thì nó mới hoàn thiện được 100% cái vẻ đẹp mà chị em phụ nữ chúng ta muốn. Mọi người biết thì chị em phụ nữ mình ở một cái độ tuổi nhất định nào đó, da của mình sẽ bị lão hóa. Dù muốn dù không nó cũng sẽ bị lão hóa thôi. Thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải bổ sung một cái lượng collagen. Collagen là những cái sợi nó giúp cho cái làn da của mình căng hơn, đàn hồi tốt hơn, nó không có bị chảy xệ, không có bị trùng, nó sẽ làm căng cái da của mình. Thì với cái nước uống này là một cái nước uống mà nó tập hợp gồm ba cái loại nước uống, phải gọi là đỉnh cao trong cái vấn đề làm đẹp. Thứ nhất là nước uống collagen chống lão hóa, thứ hai là nước uống enzyme giúp thon dáng và sáng da, và thứ ba là nước cất hoa hồng giúp cho chúng ta có thể toát ra một cái mùi hương tự nhiên trong cơ thể của mình. Thì với cái Hebora Collagen, nước uống này nó hoàn toàn có thể làm cho mình có hết tất cả những cái mà mình mong muốn. Vân Trang cũng thử sử dụng một khoảng thời gian rồi, và Trang thấy là rõ ràng những cái nếp nhăn ở vùng đuôi mắt của mình là rất là dễ thấy, đúng không mọi người? Đó, rồi ở hai bên cái khóe miệng, cái râu ròng này nè, cũng như là những cái khóe miệng mà mình, bởi vì mình nói nhiều một ngày mà mình vận động rất là nhiều, cho nên là những cái vùng này là những cái vùng mà có cái nếp nhăn mình thấy rõ nhất. Mà cũng chính những cái nếp nhăn này trên cái gương mặt của mình là thấy rõ là mình đã bị già theo cái độ tuổi của mình, theo thời gian rồi. Cho nên là khi mà uống một cái khoảng thời gian, Trang thấy là dường như là cái da mặt của mình nó căng sáng hơn rất là nhiều, và nếp nhăn cũng không có còn. Trang gọi đây nôm na dễ hiểu giống như là cái Botox cho cái làn da của mình vậy. Hiện tại bây giờ thì Trang sẽ uống thử cho mọi người xem nha. Xong rồi sau đó thì Trang sẽ nói tiếp về công dụng của nước uống Hebora Collagen. Đây, mỗi ngày thì chúng ta uống tầm khoảng từ 15 cho tới 20 ml. Một nắp như thế này là tầm khoảng 15 ml đó mọi người. Trang sẽ uống và feedback cho mọi người xem là cái hương vị như thế nào. Nhìn uống vậy giống như là uống một cái chai rượu đúng không mọi người? Nhưng mà rất là thơm, rất là ngon, bởi vì ở trong này có một cái thành phần nữa, đó chính là enzyme từ 112 loại rau củ từ thiên nhiên, rất là tốt cho cơ thể. Cái enzyme từ rau củ này nó giúp cho cơ thể của mình đào thải độc tố tốt hơn nè. Cái enzyme từ 112 loại rau củ này giúp cho cơ thể của chúng ta có thể thon gọn hơn, bởi vì nó giúp cái sự trao đổi chất diễn ra nhanh hơn và đào thải mỡ thừa, không có tích tụ mỡ trong